trở lại với Tamo TV. À, đây là con thủy quái mà hôm anh em mình câu trộm về đã đem giả, nhưng mà người ta thu thiệt. May cho anh là hôm đấy tao... anh vào không bị ăn đấm đấy. Đấm thì tao bảo với nhà bạn tao không tin. Bạn anh mà anh chạy té khói biết liền. Không cần biết, cứ nguy hiểm là tự chạy đã. Phản xạ đầu tiên là chạy đấy. À, hôm nay anh em mình sẽ nướng con cá này, nướng riêng mẻ nhé mọi người nhé. Nhưng mà sẽ nướng khá là đặc biệt. Ủa, cho gần ra đây không, nóng quá. Em đã bỏng hết cả đồ. Đấy. À, sẽ nướng một cách đặc biệt, tí nữa cho vào chảo xong rồi để ném nó vào đấy, xong úp nó lại. Không phải ném mà tí nữa mọi người sẽ biết. Phải khứa ra để cho nó ngấm gia vị anh nhỉ. Khứa ra cho nó ngấm gia vị cũng khá là ngon đấy. Nhưng mà thường hay thường cái cá chê phi thì nó hay kiểu ăn tạp đấy. Nó là một loại tàu ngầm mọi người ạ. Ăn tạp thế nên là phải làm khá là sạch sẽ mới dám ăn mọi người ạ. Đấy. Bọn này nó cái gì nó cũng ăn đi nhỉ. Nó chén hết. Nó là động vật ăn thịt đấy. Ướp nhé, nhìn nó ướp nhé. Ướp nhé, còn có bọn là ruồi muỗi này nó cứ bu hết vào. Cay thật. Mày này. Thơm thế. À, mấy cái món da trơn này mà lại thích ăn với cả rượu mẻ lắm mọi người ạ. Ngon. Cứ mấy cái món da trơn này mà ướp rượu mẻ thì auto là gọi là lên xu hướng. Ngon. Xóa mạnh vào, nhét nhét vào. Với cả món chuột đấy. Món rượu mẻ ngon. Nhét nhét vào những cái kia. Hôm nào cuối mùa đi đào một củi đi. Cuối mùa lại không còn. Sáng năm mới được ăn lại. Sẽ nhét vào những cái khe này. Hiểm lắm rồi. Đấy, phải nhét ra riêng vào những cái khe cho nó đấy nhá mọi người nhá. Đấy, nhét vào. Tống vào đấy. Nướng nó mới ngon. Mới cả nó mới nở nở chỗ đấy ra được. Tí riêng này ăn nó như kiểu phô mai. Chính á. À không phải phô mai mà ăn kiểu gì. Kiểu như thế đấy. Riêng xay nó mới giống thế. Không, cái này mình giống ra ăn ngon. Ừ. Cũng ngon hết, vẫn ngon. Nhưng mà riêng à, riêng vườn này dã ra này ăn nó mới chướng rồi nhỉ. Ô mai riêng, ô mai riêng. Đấy, nào, lật đi. Cho thêm vào để chít. Lật, chít tí. Ở dưới đây chít. Ờ, đấy, con cá đấy. Câu câu rồi à? Câu, đấy, sang đây câu này. Chú câu đấy. Chú câu cá. Nào, lật lại. Nhét, nhét vào hết đấy chưa? Nhét hết rồi. Đây này. Đấy, nhét đi. Đấy. Phải nhét hết vào khe, ăn nó mới ngon. Nhồi. Nhồi vào gia vị nó mới ngấm quanh con cá này mọi người ạ. Tao tính ăn cái bụng của nó. Ui chà chà. Cắn miếng sướng luôn. Ok chưa? Lật. Ok. À, lật. Ui. Thấy. Ui. Thịt như cá hồi ấy chứ nhỉ? Ừ. Vàng vàng này, như cá hồi luôn rồi kìa. Bóc đây. Đấy. Đấy, bóc hết riêng ở dưới. Đấy lên. Chát lên. Đấy, cá của mình anh em mình ướp đã xong nhá. Trong lúc cái đợi than ướp khá là lâu rồi. Bây giờ nướng kiểu gì anh nhỉ? Không cần nướng đấy kia kiểu gì cả. Ném nó vào lên đây. Ui dồi ôi, trời hết riêng. Dài quá. Đấy. Đấy. Trên mặt trên thì mình sẽ không lót lá chuối nữa. Tại vì mặt trên thì nó không bị trực tiếp vào lửa. Than anh em mình đã đốt và cho vào chảo đấy nhá. Bây giờ sẽ em cho nó ăn riêng. Ừ. Bị riêng quá. Đuôi này nó lại, mọi người biết tại sao? Tại vì cái đuôi này nó tiếp xúc trực tiếp với lửa, nó cháy thì là nó sẽ mất ngon. Cột cái đuôi lên này.
đại ca một buổi gọi là lừa mà đại đi ăn trộm. Sao lại trộm? Trộm cá của nhà bạn. Sao lại trộm? Vẩn. Thì bạn anh rủ anh đến câu phải không? Nhưng mà là từ bao giờ rồi? Từ cái lúc bác đại ca đi uống rượu quen được bạn bè các kiểu ấy. Sao bắt đầu lại bạn chủ về câu cá? Mình sang đấy câu cá nhưng mà lúc đấy là nó không có nhà thôi. Đúng rồi, là thời gian quá lâu rồi. Từ từ đã. Đấy, bây giờ sẽ ném nó vào đây nhá mọi người nhá. Trong này rất là nóng. Ui ôi, nóng bỏng. Thế nên là mình phải phải lợp cái lá chuối ở bên dưới để cho nó không bị cháy. Sa. Ủa đâu? Làm như kiểu hông ấy nhỉ. Hông gác bếp ấy nhỉ. Đấy, xong rồi tí nữa nó cái nhiệt muốn nó đầy nhất nhá. Úp vào đây là vứt để nguyên nó như thế này thôi. Đấy, siêu nhàn mọi người ạ. Nó sẽ giữ được nhiệt luôn. Bây giờ mình sẽ đi lấy thêm lá chuối. Chị cắt xung quanh. Úp xung quanh để cho nó kín hẳn nhé mọi người nhé. Được khoảng 10 phút rồi nhá. Bây giờ anh em mình sẽ cho nó ra xem tình hình như thế nào nhá. Mọi người đoán xem là ổn không? Ôi lá chuối vẫn là thơm nhỉ. Lá chuối thơm đấy. Lá chuối cũng là cả thơm. Nó kiểu ám cái mùi của cá lên rồi ạ. Xem xe lại rồi đấy mọi người ạ. Thiếu lửa nhá, thiếu lửa đấy, đang sủi dưới này. Bây giờ phải thêm lửa làm sao cháy hẳn cái lá chuối này này. Mà có phải lọt không anh? Không lọt, ở trên nó sẽ tự có nhiệt ở trên. Anh chỉ bồi than thôi nhỉ? Bồi than vào thôi. Đây, em lấy xẻng hả? Không có xẻng hả? Không có xẻng thì gắp. Ôi giời ơi, đói lắm rồi. Nhưng mà cái mùi này nghe phê quá luôn ạ. Kích thích thật sự luôn đấy. Nướng kiểu này là cực kỳ nhất là đỡ phải trông. Mà nó chín đều anh nhỉ? Quả này chắc là nó chín đều đấy. Ấy, vừa xông khói vừa đấy luôn nhá. Ở trong này nhiệt độ cực kỳ cao. Nóng lắm. Mình chỉ sợ nó cháy mất cái phần bên dưới thôi. Nhưng mà lót lá chuối rồi mình không sợ lắm. Nhiệt độ rất là cao rồi. Cho phủ lá chuối hết xung quanh cho nó khín. Không khí nó mới đầy đủ nhiệt mọi người ạ. Xong tí nữa nó chín đều mình ngon lắm. Ôi trời ơi, tuyệt vời chưa, gần chín rồi, gần kìa. Rồi. Anh ơi, chỉ cần để thế này một tí nữa ở thôi. Dưới là nướng, ở trên là hấp ấy. Đúng rồi, không, trên nó cũng khô nướng luôn. Nhưng mà sướng. Từ, là cho xuống đi để cho tí củi vào. Em lại che lại nhé. Đứng. Úi trời ơi, chín rồi mọi người ơi. Bỏ đấy, bỏ đây ơi. Không sợ gì nó cháy đâu. Bồi thêm lửa ấy. Thêm mấy cục nữa là được. Nướng kiểu này ngon đấy mọi người ạ. Nó không bị khô. Nó chín đều mọi người ạ. Rồi lại đây ạ. Đấy. Giờ đợi khoảng tầm 15 phút nữa thôi mọi người ạ. Khả năng là ok rồi đấy mọi người ạ. Anh em mình sẽ cho siêu phẩm ra xem như thế nào nhá. Mọi người nghĩ ok không? Đấy, em đấy. Nghĩ là ok đấy anh ạ. Đấy. Cấp. Trời ơi. Trời ơi. Vừa
là gọi là vượt xa tưởng tượng. Ôi mai dương. Dạ thôi. Cay đấy. Ui dồi. Hai. Hấp dẫn đấy. À, đặt vào cái mâm là được. À, trong kia có mâm chưa? À, à, đi vào. Cho tất cả mọi người cùng thưởng thức món cá này xem nha. Đó, ok không nhá. Ta lấy cái mâm ra, cái mâm ra. Sao sao sống nữa? Biết biết nhớ cái nữa nhá. Đây đây. Đấy, cho bác ăn canh ra. Đấy. Đó. Ui trời. Được rồi, ra. Ra đi lại. Ông đâu? Ông ơi. Chỉ tay đây ông ơi. Ta xin đâu bà. Bà ăn cơm đi bà ơi. À, xin đâu bà ăn cơm con ơi. Con cá. Cho anh đây này. Không cái gì. Xin ơi. Cá. Đi. Đấy, ngồi đi anh ơi. Ngồi tất cả ngồi xuống đây. Hôm nay nhà mình ăn trưa luôn nhé mọi người nhé. À, có cái gọi là món đây, cá siêu tổ. Ngồi bên cạnh chú mình là tôi. À, sao đây? Nó đi ra đây. Ăn cá không? Sao đây phải bỏ ra con này? Thương ăn cá không? Nhấn đâu? Ăn cua đây để nhớ xương. À, cho mọi người xem cái cá xem chín không nhá. Rồi. Chín hết nhé mọi người nhá. Đấy, thấy chưa? Chín nhá. Xem cái mặt dưới nhá, xem mặt dưới như thế nào nhá. Mặt dưới xem có bị cháy không nhá. Tuyệt vời luôn đấy. Không bị cháy luôn. Không bị cháy luôn. Không bị cháy luôn là chuối nó. Đấy, ở đây bố lấy cho. Anh thủ một khúc đấy. Đây để anh lấy một khúc ra nhá. Đấy, đấy, ở dưới. Ui rồi ở dưới cháy vượt tới luôn. Đẹp luôn. Đây. Nên thì đem mình đúng không? Nó nói nhiều câu ở đâu đâu. Hả? Chú lấy cho cháu kìa, đây này. Ông lên rồi. Đây, đây. Ông ơi. Đũa này. Nồm đó. Đấy, nồm đây. Ông còn gì? Cái nồm này có cắt thịt đấy chứ. Ông lại còn muốn là được voi ông đòi tiền. Nồm đây, thịt đây. Có nồm, có thịt đấy nhá. Đấy, chạy không? Hả? Nó rửa tay cho ta nhé. Anh Bia vẫn chưa về. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Món này cứ món cá da trơn mà nó mới dùng mình là bác đã thích lắm mừng ạ. Mời tất cả mọi người. Ngon, tuyệt vời. Nói chung là món quái khẩu ấy. Nóng. Vừa thơm vừa giá chuối vừa đúng cho mọi người. Tuyệt vời. Anh, bác ghiền mừng cá. Đây. 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 Cá đây bắt cơm đi nhỉ. Đây khái là nếu mà những cái dòng cá khác thì nó sẽ ngon hơn đấy, nhưng mà chê phi thì thịt nó không được. Hôm nay anh em mình phải làm món cá bò này hay là cá nheo ấy. Cá bò thì nhỏ nhưng mà làm cá nheo ấy nhỉ? Bò giờ kiếm đâu? Cá nheo với cá lăng. Trước thì còn có cá bò nhưng bây giờ không đấy. Cá nheo, cá lăng. Nướng kiểu này sẽ rất là ngon đấy. Cá bò bây giờ còn có cá bò giả nữa. Bò giả nữa.